Nhiều năm nay, mặt tiền đường Lê Lợi, quận 1 được chiếm dụng để tiến hành thi công tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên. Sau gần 6 năm triển khai thi công, đến nay ga trung tâm Bến Thành, tuyến metro số 1 đang bắt đầu chạy đua nước rút và chuẩn bị bàn giao mặt bằng khu vực đường Lê Lợi cho quận 1. Mặt tiền con đường đắt giá sầm uất hàng đầu của quận 1 sắp được sôi động trở lại. Nhiều hộ kinh doanh sẽ được giải phóng bởi hàng ngàn tấm lô cốt án ngữ trước cửa nhiều năm qua. Không chỉ vậy, tình trạng kẹt xe và cảnh quan đô thị khu vực đường Lê Lợi trước chợ Bến Thành cũng có bước chuyển biến tích cực. Theo ghi nhận của phóng viên tại công trường, các đơn vị đang tích cực thi công hoàn trả mặt bằng khu vực đường Lê Lợi. Hiện các đơn vị đang phối hợp với các sở ngành và đơn vị liên quan như điện, cấp thoát nước nhằm đẩy nhanh quá trình triển khai dự án để kịp tiến độ hoàn trả mặt bằng. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngoài phạm vi công viên 23 tháng 9, mặt bằng đường Lê Lợi quận 1 cũng được rào chắn phục vụ thi công nhà ga trung tâm Bến Thành. Các nhà thầu đang nỗ lực thi công đắp cát và sẽ hoàn trả trước 30 tháng 4 để thiết kế lại cảnh quan kiến trúc. Trả mặt bằng ga Bến Thành cũng là đợt hoàn trả mặt bằng cuối cùng của dự án metro ở trung tâm quận 1. Sau khi mặt bằng tuyến đường Lê Lợi được hoàn trả, thiết kế lại cảnh quan, khu trung tâm thành phố sẽ thông thoáng, thuận lợi buôn bán, phát triển dịch vụ. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.